Kính thưa cộng đoàn, ngay bây giờ xuất hiện trên sân khấu một nam ca sĩ Anh Thuy với nhạc phẩm Mười Nhớ. Lời bài hát cũng chính là những lời cảm ơn chân thành, những lời tri ân sâu sắc nhất mà nhóm sinh viên công giáo chúng con muốn dành tặng đến quý cha, quý ân nhân, quý cộng đoàn. Vâng ạ, một tràng vỗ tay thật lớn với sự xuất hiện của nam ca sĩ Anh Thuy ạ. Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ nhiều điều, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ đến đôi người đồng âm à, cứ hồi ư đã mỗi người nhớ người buồn nụ cười nên em nhớ. Vậy em nhớ tới người tri kỷ, tám em nhớ phong thư gửi nhà, chín em nhớ đến đến người tri ân. Người sinh y chung tình nên em nhớ à hồi hả. Vậy em nhớ tới người tri kỷ, tám em nhớ.